Giới thiệu với các bạn, đây là những cái kho để bên mình bảo quản, bảo dưỡng những cái bộ da đà điểu. Thì đây là cái lớp muối, và đây là những cái bộ da. Và đây là phần tường mình ốp, phần mái mình bảo quản rất là tốt, thoáng, khô, và chủ yếu là muối. Ở đây chủ yếu là muối, mình bảo quản bằng muối. Thì anh em thấy ở đây có thể lên đến hàng vài nghìn bộ. Đăng cái clip này lên, hy vọng rằng là tất cả các anh em có nhu cầu mua mua số lượng lớn, đặc biệt là anh em trong Sài Gòn, mình sẽ để lại số điện thoại và anh em có thể là mua những cái bộ da chân hoặc là bộ da thân, thì mình sẽ để lại cho. Và sản phẩm da này thì có thể là nó được làm từ lột da những cái bộ con đà điểu rất là to trên một tạ. Và đây là mình thấy là, đây là các bạn thấy là nhìn thấy rõ chưa, rất là nhiều lắp từng mô một, từng từng mỗi một cái lớp này là chồng lên nhau. Và đây là muối, thì các bạn sẽ liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0163 5305 982 hoặc là 0989 177 982 để được đặt những bộ da đạt tiêu chuẩn nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video này. Bên mình thuộc địa phận huyện Ba Vì, gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, nơi bán ra những con chú đà điểu giống rất là tuyệt vời, và những cái bộ da và những bộ lông và những quả trứng cũng như những cái thịt trên cơ thể của chúng, móng rồi gì mỡ rồi thì thịt rồi thì tất cả những cái sản phẩm từ con đà điểu. Hy vọng rằng anh em toàn quốc sẽ ấy.